Xin chào mọi người, hôm nay là một cái phiên tổng hợp mà rất là nhiều loại lan, đặc biệt hoa đẹp nhé mọi người. Đó, và những loại thân thủ. Thì hôm nay thì em đăng lên clip đây, thì mọi người có nhu cầu sưu tầm loại nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Và các bác anh chị nếu mà chưa đăng ký kênh thì có thể nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh Lan Rừng Hàng Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Hiện tại kênh đã đạt được 118.000 người đăng ký rồi, thì mọi người có thể nhấn nút đăng ký và nhấn nút theo dõi để không bỏ lỡ những clip tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì em lên clip đây thì có rất là nhiều loại lan đặc biệt nha mọi người. Thứ nhất là lan kiếm Phan Chí. Kiếm Phan Chí, đây là kiếm Phan Chí giống nha mọi người. Cây được gieo hạt từ cái cây mẹ đây. Mọi người có thể thấy cây mẹ đây là một cái cây cực kỳ khủng, lá tới 7 cm lận nha. Thì mọi người chăm lâu dài thì sau này cây con nó sẽ được cái thân thủ như là cái cây mẹ luôn á. Và cái cây này thì giá thị trường của cây mẹ hiện tại rơi vào tầm cỡ 1 tỷ nha mọi người. Rồi. Và cây con đây, cây con thì mỗi về đây thì có giá là 500.000 chậu thôi cho mọi người về làm giống. Tiếp theo nữa là cái loại thứ hai, đây là một cái mặt hoa rất là nổi tiếng, rất đặc biệt, mặt hoa giả hạt rừng nhé mọi người. Nó có tên gọi là cánh bầu đại, mắt đỏ hoa bình, cánh bầu đại. Thằng này thì là cái những cái cây ươm tự nhiên, thì mọi người có thể thấy là nó rất là khỏe luôn và hiện tại rễ là ra đầy đủ rồi. Về thì nếu mà mọi người mua thì em sẽ đóng gói nguyên chậu gửi về cho mọi người, chúng ta chỉ việc treo lên thôi. Và cây đây là một cây cánh bầu nha, cánh bầu mắt đỏ đậm đẹp lắm. Em sẽ chen cái mắt hoa vào cho mọi người cùng xem. Cái này thì cũng 500.000 một cây nhé mọi người. Đó, thằng này những cái năm trước thì rất là mắc tiền luôn, phải vài triệu một cây á, nhưng mà những năm nay thì nó có nhiều mặt hoa mới rồi thì cái cây này thì nó giá nó bắt đầu là bình dân lại để cho mọi người có thể dễ sưu tầm. Một cái mặt hoa cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo nữa là em có một số cái chậu thiên nga đen nhé mọi người. Chậu thiên nga đen đây. Đó, thì cái lô này thì đã có cây nở ra rồi nên là cũng khá là chắc ăn là nó là thiên nga đen nha. Thì đây là một cái cây, nó không phải là cái cây rừng của Việt Nam mọi người, nó là một cái cây của Thái với Đài. Thái với Đài thì họ đều có thể làm ra được cái cây này, nhưng mà được cái là hoa nó cực kỳ đẹp, cũng rất là xứng đáng để mọi người sưu tầm. Thì em chèn để mặt hoa vào, nó là một cái mặt hoa rất đặc biệt nha mọi người. Thường cái cây lan á mọi người hay thấy là nó kiểu hoa ví dụ hoa hồng, hoa tím, hoa trắng hoặc hoa vàng đồ, nhưng mà riêng thằng này thì nó lại đen, nó đen như là những cái viên ngọc trai vậy mọi người, rất đặc biệt nha. Người ta đặt là ngọc trai đen hoặc là thiên nga đen mọi người. Cây này thì rất là nổi tiếng luôn, anh chị em nào hay chơi lan thì thường rất là mê mệt cái loại này. Này thì em cũng có một số chậu, thì đây là những chậu đẹp nhất lựa rồi. Mọi người thấy là thân tơ nó gần xuống lá nè. Đó, thì sắp tới thì nó sẽ nở hoa trên thân này nha. Rồi, và cứ một chậu giá là 250.000 nha mọi người, 250.000 chậu. Đây em có một vài chậu đây thôi. Đó. Rồi tiếp theo nữa là một cái loại lan rừng rất nổi tiếng của Việt Nam mình, đó chính là lan Trúc Phước Bà. Cây này thì cái mùa hoa của nó là rơi vào tầm dịp Tết nha mọi người. Mọi người có thể thấy là các thân tơ nè bắt đầu là nhú nụ hoa rồi. Một số thân tơ thì nhú nhỏ nhỏ, còn số thân tơ đã nhú to hơn. Nó cái đây là cái loại lan mà phải nói là gọi báo hiệu chuẩn sát Tết nhất các mọi người. Thường là các bác anh chị mùa Tết thì hay sưu tầm cây đào, cái quất rồi về để chăm, nhưng mà cái thằng này thì em nghĩ là nó là một cái cây giống như là đại diện cho cái lan rừng á. Mọi người mua đào, mua mai thì có thể là mua cái cây Trúc Phước Bà này về chăm, rồi giống như là nó báo hiệu một cái mùa Tết xung vầy tới. Rồi, và đây, mọi người có thể thấy hoa, có một cái cây nở hoa sớm nè, mọi người thấy không? Hoa đẹp dã man không? Cấu tạo nó là gồm 5 cánh trắng nè, hơi phớt hồng tí. Những cái đầu cánh thì nó là nó tím, đó. Đặc biệt là mắt vàng, thêm mắt đỏ nè mọi người, đẹp lắm. Đây nè. Nó rất là tinh khôi, rất là đẹp. Rồi cứ một chậu này giá 250 nha mọi người, bao gồm một thân tơ và có cả mầm gốc đồ, rất khỏe. Cây đang nụ, về mọi người chờ chăm, chờ thời gian nữa, tới Tết là được ngắm hoa luôn nha. Hoa rất đẹp. Trong đây em sẽ lựa những cái chậu đẹp nhất nha. Những cái chậu đẹp nhất cho mọi người về chúng ta chơi luôn. Đây, chậu thì nó quy cách kiểu vậy. Đang nụ hết nha, đang nhú nụ. Mọi người thích cái loại mà mới nhú nụ nhỏ nhỏ cũng có luôn. Đó, có những cây nhú nụ nhỏ nhỏ đây. Cây này đang nhú nụ nhỏ nhỏ nè, là cây nhú nụ to cũng có. Rồi, hoa cực kỳ đẹp. Đó là Trúc Phước Bà nhé mọi người. Rồi, tiếp theo nữa là em tiếp tục em giới thiệu cái lô giả hạt. Cái đây là một cái lô giả hạt gieo hạt đặc biệt nhé mọi người. Nó là một cái lô phải nói là cái tỷ lệ bệt ra kinh khủng luôn.
Cứ bữa giờ là sổ ra tổng cộng là 11 cây trên cái lô này, mà trong đó là 10 cây là đã ra hoa bệt rồi. Em sẽ chèn thêm cái mặt 10 cái mặt hoa mà đã sổ ra trên cái lô này để cho mọi người chúng ta xem nhé. Những cái lô giả hạt bình thường á, gieo hạt bình thường á, không bao giờ mà có được cái kiểu mà nó ra bệt nhiều như vậy đâu mọi người. Không biết cái lô đây là kiểu giống như là nó dính cái đặc điểm đột biến hay sao á, mà tự nhiên nguyên cả lô toàn là ra bệt không. Đó. Và giá của cái lô này là giá 500 ngàn một chậu nhé mọi người. Lô này bữa giờ em trúng rất là đã, bán cứ lai rai cứ ngày mười mấy hai chục chậu, mười mấy hai chục chậu. Đó, sắp tới là về mọi người chăm thì nó sẽ nở ra hoa đồng loạt nha. Cái cây này thì nó đã thắt ngọn rồi, về mọi người chỉ biết là chờ nó ra hoa thôi nha. Cây này, và mọi người lưu ý là những cái cây này nó có cây nhỏ cây lớn, nhưng mà lúc em gửi em sẽ gửi những cái cây đẹp nhất cho mọi người nha, không gửi cây nhỏ nha. Em đã bán là chỉ bán cây lớn cây đẹp thôi, giá 500 ngàn một chậu. Và một chậu thì nó toàn cỡ như vậy mà, to dài khỏe đẹp nha, mập mạp ú ù mới gửi nha, không gửi cây xấu nha mọi người. Đó. Cái lô đây tỷ lệ bệt kinh khủng luôn. Tỷ lệ bệt của nó là hơn 90% nha, hơn 90% là sẽ ra bệt. Mọi người chăm cái hàng rừng hoặc những cái hàng bình thường không bao giờ mà có cái tỷ lệ ra bệt như vậy đâu. Kiếm được một cái cây bệt phải nói là nó rất là khó, mờ mắt luôn. Hên lắm thì mới trúng được cây, còn riêng cái lô này không hiểu sao nó trúng đồng loạt kinh khủng luôn. Rồi, và cái giá là 500 ngàn một chậu nha mọi người. Giá 500 ngàn một chậu. Rồi. Và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển đó mọi người, phí vận chuyển bên đơn vị vận chuyển họ thu. Đó, thì nãy giờ là tổng hợp sơ qua số loại, thì mọi người thích thì em sẽ quay kỹ hơn tí. Các bác anh chị thích loại nào cứ nhắn tin gọi điện nha. Kiếm Phan Chỉ đây, thì em còn số chậu, đây là những cái chậu em tuyển chọn lọc lựa đẹp nhất trong lô nha. Và mọi người lưu ý là nó được gieo ra từ cây mẹ đây, trước mặt mọi người đây. Mọi người có thể thấy là cái quả nè, những cái quả đây nè, trị giá cả gần chục triệu quả nha mọi người, gần chục triệu quả đó. Những, nó được gieo hạt ra từ cái cây mẹ này nên là em rất yên tâm về gọi là cái chất lượng của cây giống, nó không giống một số cái hàng trôi nổi trên thị trường. Cái cây này được làm ra từ cây mẹ, mà cây mẹ thì mọi người biết rồi, lá 7 sen Phan Chí. Tất nhiên thì cái cây giống á, thì về cái mặt hoa nó thì nó có rất nhiều kiểu mặt hoa. Để muốn mà đảm bảo cái mặt hoa mà giống 100% cây mẹ thì mọi người phải tách ra từ cây mẹ thì nó mới giống được mọi người. Còn mọi người mua cái hàng giống này nè, chủ yếu là chúng ta về chúng ta chơi thân lá. Còn hoa thì em thấy cũng nó cũng sổ ra hên xui, cũng được rất nhiều hoa, loại hoa đẹp nha. Rồi, đây mọi người xem. Đó, cứ 500 ngàn chậu thôi. Về gửi nguyên chậu nha, về mọi người chỉ biết chăm thôi, chăm và chờ nó lớn. Đó. Rồi. Cây mắt đỏ cánh bầu đại hoa bình đây. Đó, toàn là cây tự nhiên không mấy người. Cây nó thì tầm 3-4 cm vậy. Cái cây mọi người nhìn thấy cây nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà sang năm á, nó có lực nè, nó đi nhanh lắm. Chúng ta mua cái tầm nhìn của năm sau. Năm sau chỉ cần nó đi mầm gốc mới là đó nó lên vèo vèo, phải dài tầm hai mấy 30 cm là chuyện bình thường nha. Năm nay cây năm nhất thôi. Sang cái cây năm 2 lúc đó nó phát triển đổ mới kinh. Rồi, cứ 500 ngàn một cây nhé mọi người, 500 ngàn cây, gửi nguyên chậu cho mọi người về chăm. Đây, thiên nga đen thì nãy cũng nói kỹ rồi, các chậu thiên nga đen đây. 250 chậu nhé mọi người, thiên nga đen thì 250 chậu. Cây nè, cây bắt đầu gần xuống lá rồi, mọi người chờ nó xuống lá là nó sẽ ra hoa thôi. Từ những thân tơ này nó sẽ ra hoa nhé mọi người. Rồi về mọi người chỉ biết treo thôi, bởi vì thằng này em sẽ gửi nguyên chậu cho mọi người. Chúc Phật Bà đây cũng vậy, chúc bà đây thì cái chậu đây nó hơi nhỏ nên là lúc mọi người nhận về mọi người có thể đặt qua cái chậu mới to hơn tí, hoặc để nguyên vậy cũng được, không sao ha. Thì mọi người để qua chậu mới tí thì nó sẽ đẹp hơn. Hoa thì nói chung là chúc Phật Bà hoa là quá đẹp rồi. Nó nằm trong top những cái loại lan rừng hoa đẹp bậc nhất hiện nay luôn. Và để chăm ra được những cái dề đẹp như vậy thì cũng không phải chuyện đơn giản đâu nhé mọi người. Lựa trong trong ấy, trong cái vườn đây là những cái dề đẹp nhất em lựa trong vườn rồi. Gửi đi cho mọi người là hàng lúc nào cũng phải lựa đẹp nhất á. Mọi người cứ yên tâm về cái chất lượng lúc em gửi. Hoa nè, thằng này. Thơm mọi người, gửi gần thơm lắm. Hoa nó đẹp mà. Chúc Phật Bà hay còn gọi chúc Quan Âm nhé mọi người. Rồi thì xin chào mọi người, và mọi người mua cứ liên hệ tới em nhé, và em
sẽ đóng hàng gửi đây thôi. Xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người các clip về các loại lan đặc biệt tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên ạ.